Nữ ca sĩ Vũ Cát Tường bất ngờ khoe bộ ảnh chụp cùng bạn gái khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Đây cũng là lần hiếm hoi mà giọng ca sinh năm 1992 công khai bạn gái kể từ khi thông báo bản thân yêu con gái. Vũ Cát Tường là một ca nhạc sĩ nổi tiếng với những bản hit từng khuấy động mạng xã hội. Khoảng thời gian gần đây, ca sĩ đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi bất ngờ thừa nhận mình thuộc giới LGBT. Sau đó, giọng ca Mơ cũng rất chăm đăng tải những đoạn vlog ghi lại cuộc sống hiện tại sau khoảng thời gian mất cân bằng. Ngoài ra, Vũ Cát Tường cũng đã dần trở lại sân khấu và mạnh dạn công khai mình đã có người yêu nhưng quyết giấu danh tính. Cho đến mới đây, Vũ Cát Tường đã bất ngờ xả kho loạt ảnh cực tình tứ bên bạn gái tin đồn. Trong bộ ảnh lần này, cả hai cùng tạo dáng ngọt ngào, từ nắm tay đến ôm ấp khiến khán giả không khỏi thích thú. Những khoảnh khắc tình cảm cả hai dành cho nhau càng làm cho nghi vấn hẹn hò trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giọng ca cô gái ngày hôm qua nhắn gửi lời chúc tới phái nữ 8 tháng 3, từng chúc tất cả những người phụ nữ luôn được hạnh phúc, bình yên và xinh đẹp, tặng mọi người bộ ảnh đã chụp tại set quay nhé. Kèm theo đó, Vũ Cát Tường còn lên tiếng đính chính thông tin quan trọng về chuyện chụp hình cưới, chuẩn bị kết hôn. Đây không phải hình cưới nhé, xin mấy bạn đừng tung tin đồn ạ. Được biết, nữ vũ công này tên là Thu Trang. Thời gian qua, cư dân mạng dần dần nghi vấn Vũ Cát Tường và cô có mối quan hệ đặc biệt vì những khoảnh khắc tình cảm, thân mật khi biểu diễn chung trên cùng một sân khấu. Tuy nhiên tới nay, giọng ca 9X vẫn chưa công khai danh tính bạn gái với công chúng. Bạn gái tỏ ra thấu hiểu tính cách, con người của Vũ Cát Tường, thường động viên người yêu bằng những lời lẽ tích cực. Đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến Vũ Cát Tường và bạn gái, ai cũng đều công nhận cả hai cực xứng đôi. Trước những đồn đoán về việc tổ chức đám cưới cùng bạn gái, Vũ Cát Tường cho hay, tạm thời, Tường chưa có thông tin cụ thể về đời tư. Như Tường đã nói, thì khi có đám cưới sẽ chính thức công bố cho công chúng và khán giả biết để cùng chung vui. Ca sĩ 9X từng thổ lộ, bạn gái là người có sự thấu cảm cao, cả hai có thể chia sẻ được với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Về lý do công khai giới tính và chuyện tình yêu, Vũ Cát Tường từng cho biết, tôi là người muốn rõ ràng với những người yêu quý mình, thế nên đó là lời khẳng định của Vũ Cát Tường để công chúng, khán giả không hỏi khi nào lấy chồng. Câu hỏi đó trước 30 tuổi thì vui, sau 30 tuổi mình lười trả lời nhưng lại sợ người ta nghĩ mình không tôn trọng họ, vì vậy mình trả lời một lần để mọi người biết là Tường không vô tâm với câu hỏi đó. Nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng cách xưng hô là anh hay chị vì Vũ Cát Tường chỉ cần khán giả yêu thương và thấu hiểu cho cảm xúc của cô. Nữ ca sĩ khuyên những người thuộc cộng đồng LGBT+ hãy thừa nhận xu hướng tình cảm của bản thân khi thật sự sẵn sàng. Trước đó, Vũ Cát Tường chia sẻ sẽ chọn một người hâm mộ may mắn đến dự lễ cưới của cô. Tường không ngờ mọi người lại ủng hộ mình như vậy, cảm giác đây như một cột mốc không kém trong sự nghiệp, một thành tựu về sự trưởng thành. Mình đã chọn nói với khán giả của mình, nghĩa là mình xem họ là gia đình, muốn họ hiểu mình hơn, kết nối giữa mình và họ chặt hơn.